xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tiếng nói bảo thủ thuộc hệ thống truyền hình sbtn thưa quý vị lần trước hôm nay và một vài ngày tới chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị những kết quả của những đường lối chính sách đường lối chính sách đối nội đối ngoại của chính quyền biden thưa quý vị hôm nay chúng tôi xin nói thêm một vài câu chuyện về chính sách đối ngoại vào ngày hôm nay tờ báo Wall Street Journal là một tờ báo có, có số độc giả nhiều nhất ở Hoa Kỳ đã đăng một bài dài à, theo cái tường Phật của họ thì trong suốt hơn một năm rất nhiều những viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ làm việc cho tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Bắc Kinh à, cũng như các lãnh sự quán tại nhiều thành phố ở bên Trung Cộng đã bị Trung Cộng hành hạ, abuses, uh, lợi dụng uh, những cái dịch Covid uh, để coi như là bắt giam để thử uh, những cái uh, trắc nghiệm trên những cái nhân viên và gia đình của viên chức ngoại giao. thì chúng tôi xin được chia sẻ một số uh, chi tiết như thế này. Uh, trước hết uh, chúng ta cũng đều biết uh, Trung Cộng đã dùng cái dịch Covid, cái dịch vũ hán để mà là là một cái phương thức kiểm soát những người dân của Trung cộng và cũng trong cái cơ hội này từ năm 2019, cuối năm 2019 tất cả những nhân viên của ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã bị Trung cộng dùng cái chính sách này để mà hành hạ thì theo cái bài báo của tờ Wall Street Journal thưa quý vị thì đã có khoảng hơn 30 nhân viên ngoại giao đã bị giam cầm trong những cái điều kiện rất là khó khăn theo tờ báo này họ cho biết những người này đã bị giam giữ có thể đến vài tháng tại hai cái khách sạn mà rất là dơ bẩn và đồng thời có một số lại bị đưa vào những cái trạm y tế mà những cái trạm y tế này à, có thể chỉ là một cái mình bảo là như cái à, cái khu mình bảo connect cái thùng chứa hàng chở đồ à, họ à, làm lại để làm cái nơi mà giữ những cái viên chức ngoại giao của bộ Hoa Kỳ và trong khi họ bị giam giữ như thế này à, thì À, từ con cái đến bố mẹ đều đã bị uh, trắc nghiệm covid rất là nhiều lần và các em bé uh, đã bị uh, dùng cái mình mà cứ bảo là cái uh, cái ống mà để thọ tọc vào lỗ mũi để mà thử của người lớn thành ra có nhiều em nhỏ đã bị uh, chảy máu mũi bị đau uh, và có một vài em uh, đã bị mang bệnh tâm thần uh, sợ sệt quá và uh, ngay trong uh, trong khách sạn Thưa quý vị thì theo cái bài báo này uh, họ cũng cho biết chúng tôi xin được dịch uh, dịch thẳng tức là hai cái uh, hai uh, cái khách sạn uh, nó rất là Bẩn thiểu thiếu vệ sinh uh, và dường như là đã không có được dọn dẹp uh, chùi uh, cho sạch cả nhiều tháng thì cái điều này thưa quý vị không phải là uh, gần đây uh, Hoa Kỳ mới biết uh, nhưng mà uh, tóm tóm lại là chính quyền Biden đã tìm cách bỏ nó xuống đừng có ai để ý đến và gần đây thì có một số những người viên chức của Bộ Ngoại Giao uh, cảm thấy rằng cái tình trạng đó không có thể để giấu giếm cứ như thế hoài thành ra họ đã thổi kèn Uh, họ đã uh, thông báo cho các uh, dân biểu quốc hội của Hoa Kỳ và họ đã có một cái uh, cái cuộc điều tra. thì uh, như quý vị biết uh, ở Hoa Kỳ uh, nó có một cái chính sách gọi là whistleblower tức là cao như thổi kèn uh, những viên chức nào mà cảm thấy uh, các cơ quan mình đang làm việc uh, đã có những cái điều không đúng với luật lệ, có những điều sai trái thì có thể thông báo cho báo chí có thể thông báo cho quốc hội và họ được họ được bảo vệ thì theo những cái lời của những người thổi kèn này thì tại những cái nơi mà giam giữ viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ không có xà phòng không có giấy vệ sinh không có khăn không có giặt vũ và ngay cả nước uống cũng không có có nhiều lúc họ phải năn nỉ thì mới mới có nước để được uống và những cái test nào những cái trắc nghiệm nào mà đã làm cho các viên chức ngoại giao cảm thấy họ coi như là bị tra tấn thì thưa quý vị cũng theo bài báo này họ đã bị giam giữ vào những nơi mà đóng cửa hoàn toàn không không có cả cửa sổ khi mà vừa tới thì tất cả mọi người đều phải đi qua những trắc nghiệm qua mũi qua cổ thử nước tiểu thử phân và thử những cái test khác và nếu mà quý vị nhớ thì hồi năm ngoái tức là cũng thưa hơn một năm nay rồi cũng đã có những cái thông tin cho biết rằng những người ngoại giao của hoa kỳ còn bị thử trắc nghiệm qua đường hậu môn trên thế giới không có cái chỗ nào làm như vậy. Và khi có cái tin tức đó đưa ra thì Trung Cộng phủ nhận những cái điều đó. Và thưa quý vị, vào khoảng 6 tháng trước thì có một tổ chức bất vụ lợi, không theo đảng phái nào. Nhưng mà họ nhìn nhận rằng họ thuộc lại bảo thủ cũng đã kết chính phủ Biden về cái việc này về cái việc mà họ đã thấy họ đã có nhận được những cái thông tin rằng người làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ trong Bộ Ngoại Giao đang bị uh, trung cộng hành hạ và cái cuộc kiện đó bây giờ vẫn chưa có kết quả nhưng mà với cái bài báo của tờ Washington Journal vừa đưa ra sáng hôm nay thì nó sẽ chắc chắn uh, sẽ tạo thêm những cái cuộc tranh cãi sôi nổi có một điều thưa quý vị À, chúng ta à, nên biết và ai cũng biết Là nếu là nhân viên ngoại giao Thì có được quyền miễn nhiễm Nghĩa là Cái nước mà họ đang làm việc à, Có luật lệ của họ Không có à, được à, Gọi là Một áp dụng với những viên chức ngoại giao Thì Cái điều số 1 Điều số 2 Là viên chức ngoại giao Có được quyền đi lại cái sự kiện mà viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ không được đi lại và bị bắt giam như vậy là đã vi phạm những luật lệ ngoại giao quốc tế. Cái điều chúng ta đáng nói là những người xếp của những nhân viên chức ngoại giao cho đến tháng 3, tháng 4 năm nay không hề lên tiếng để bảo vệ cho họ. Thì đó là một cái dấu hỏi chính quyền của Tổng thống Biden có thực tâm bảo vệ những viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ của chính họ hay không. Chúng tôi xin tạm dừng ở đây để mời quý vị xem một số quảng cáo. xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình tiếng nói bảo thủ thưa quý vị hôm nay chúng tôi vừa trình bày với quý vị một số thông tin dự kiện về cái sự việc mà Trung Cộng hơn một năm trời từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2022 đã tra tấn hành hạ những viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ tại Trung Cộng và với đầy đủ những cái bằng chứng do các báo chí đã đưa ra. Người ta thấy rõ ràng là Trung Cộng không thể phủ nhận cái sự kiện này. Và cái điều chúng ta cần phải hỏi là tại sao chính quyền của ông Biden trong suốt hơn một năm đã không có phản ứng gì, cũng như cũng không có những cái hành động gì để mà bảo vệ cho những cái viên chức ngoại giao của mình. Thì chúng tôi cũng đã có lần thưa với quý vị rằng ông Biden À, chính quyền của ông Biden và những cái người trong bộ ngoại giao à, đã có những cái đánh giá à, không chính xác về những cái toàn tính, những cái âm mưu, những đường lối của Trung Cộng. Thì chúng tôi có coi lại một số à, tuyên bố của Tổng thống Biden à, từ ngày ông chưa là Tổng thống à, và trong à, những năm tháng à, ông à, đã và đang làm Tổng thống. Thì thưa quý vị, hơn 10 năm trước, năm 2012, thì lúc đó ông Biden vừa là, chỉ vừa là phó tổng thống thôi, chỉ là phó tổng thống. Và lúc đó Tập Cận Bình cũng là phó tổng thống của Trung Cộng. Và hai người đã gặp nhau tại Mỹ. Thì ông Biden đã tuyên bố rằng ông ta rất là hân hạnh, rất là vui vẻ đã được gặp À, ông tập cận bình à, và ông ta à, cũng đã tuyên bố rằng à, ông tập cận bình là người tốt lắm à, và à, nước à, nước tàu à, không có gì mà để à, cho chúng ta phải quan tâm à, và trong cái kỳ à, tranh cử à, giữa à, tổng thống trump à, và phó tổng thống biden à, thưa quý vị thì Uh, ông Biden cũng tuyên bố khi được người ta hỏi là ông nghĩ gì uh, về trung cộng, thì ông Biden đã trả lời như thế này. Uh, tôi xin được uh, đọc và uh, nguyên mình bảo là nguyên văn đó. Thì khi người ta hỏi ông ta, ông ta về vấn đề trung cộng, thì ông trả lời rằng, uh, "You know, they are not bad fox folks. folks, but guess what?" they are not competition for us. Quý vị biết họ không phải là những kẻ xấu. Nhưng mà đoán thử coi, họ cũng không phải là kẻ cạnh tranh với chúng ta. Đó là mới có 3 năm trước. 3 năm trước ông Biden khi là ứng cử viên của tổng thống tuyên bố rằng nước tàu không phải là một đối thủ cạnh tranh với nước mỹ và tập cận bình và những người trong đảng cộng sản là người tốt lắm với một cái nhìn như thế thì chúng ta nghĩ như thế nào à, và khi ông ta làm tổng thống trước cái sự hung hăng của trung cộng càng ngày càng nhiều thì tổng thống biden cũng tuyên bố rằng Trung cộng không phải là địch thủ của Hoa Kỳ. Trung cộng chỉ là một người, một nước cạnh tranh với Hoa Kỳ mà thôi. Thưa quý vị, địch thủ và cạnh tranh hai cái nó khác nhau nhiều lắm. À như tôi đã có lần trình bày, Mỹ cạnh tranh với Pháp, với Đức, với Anh về phương diện kinh tế, về ảnh hưởng chính trị. Nhưng Trung cộng là cái nước mà đã tuyên bố là phải thống lĩnh thế giới thì nếu mà Tổng thống Biden không có nghĩ Trung Cộng là một đối thủ của mình thì làm sao mà có những cái đối sách cho nó đúng đắn à, và gần đây nhất thưa quý vị trong cái sách lược đối ngoại mà Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vừa đưa ra cách đây hai tuần thì lúc đó trong cái sách lược ngoại giao đó thì chính quyền Biden phải nhìn nhận rằng Trung Cộng là một cái nỗi đe dọa lớn nhất cho sự sống còn của Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy rõ ràng những cái nhận xét bề mặt của chính quyền Biden có vẻ là đang dần dà nhìn thấy cái hiểm họa của trung cộng cái hiểm họa thôn tính thế giới của trung cộng nhưng đó là chỉ trên giấy tờ thôi nếu chúng ta nhìn vào à, những cái mình bảo là những cái gì đang xảy ra thì chúng ta cũng khó mà nói nhất là cái sự kiện như chúng tôi vừa trình bày những viên chức ngoại giao là người đại diện cho xứ hoa kỳ mà còn bị Trung Cộng hành hạ Nghĩa là Trung Cộng đã coi Cái nước Hoa Kỳ Có ông Tổng thống Hoa Kỳ Mình bảo là chẳng có ký lô gì cả Thành thử ra mới muốn làm gì thì làm Và một điều mà chúng ta cũng đã biết Rằng ở trong những nước độc tài Và nhất là Trung Cộng Họ thường thường Họ đưa ra những cái dấu hiệu Không phải là nói Mà bằng những cái hành động để thử để thử xem đối phương sẽ phản ứng như thế nào và nếu mà tôi đang trù dập đang hành hạ đang tra tấn những người đại diện cho cái quốc gia đó mà quốc gia đó không lên tiếng à thì thế là chúng ta cứ càng ngày càng lấn tới và chúng ta đã biết trung cộng như là một thằng du côn được đằng chân lấn đằng đầu đó là tại sao mà trong những uh, suốt gần hai năm qua, thưa quý vị, chúng ta đã thấy uh, Trung Cộng đã có những hành động rất là lấn áp, không phải chỉ đối Hoa Kỳ mà thôi, mà đối với Việt Nam, uh, đối với toàn thế giới. Bởi vì Trung Cộng nhìn thấy rằng cái nước lãnh đạo của thế giới Tây phương, cái vị lãnh đạo của thế giới Tây phương ông joe biden đã không có những cái phản ứng nào cho nó chính xác để đi ngược lại để chống lại cái sự thôn tính của trung cộng và nếu chúng ta nhìn vào những cái sự việc ngoại giao khác đang xảy ra thì nếu mình là đối phương của hoa kỳ thì phải thấy rằng hoa kỳ cái sự lãnh đạo của người lãnh đạo của Hoa Kỳ đang quá yếu thì tôi lại tiếp tục đi tới như chúng tôi đã có dịp thưa với quý vị vào ngày trước Tập Cận Bình với cái nhiệm kỳ mới được làm lãnh tụ tối cao toàn quyền trong vòng 5 năm tới tối thiểu là 5 năm tới đã tuyên bố rằng sẽ thống nhất Đài Loan bằng mọi phương tiện kể cả vũ lực thì nếu mà nước hoa kỳ thưa quý vị vẫn còn yếu như thế này thì làm thế nào mà hoa kỳ có thể bảo vệ được đài loan như là tổng thống biden cũng đã hai vài hai ba lần tuyên bố sẽ bảo vệ đài loan nhưng mà rồi sau đó bộ ngoại giao của hoa kỳ hay những nhân viên ở trong bộ ngoại giao của Hoa Kỳ lại đính chính rằng ồ không ông tổng thống của tôi ông sếp của tôi ông nói vậy nhưng mà ông không có ý như vậy trong cái ngôn ngữ Việt Nam của mình mình có cái câu là trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì cái kết quả rất là khó khó mà tin đoán được nhưng mà cái điều người ta biết là khó có kết quả tốt và nhất là về trương phương diện ngoại giao trên phương diện quốc tế các vị lãnh đạo phải nói và giữ lời nếu mà nói mà không có giữ lời thì càng ngày người ta càng yếu à, nếu quý vị nhớ trong cuộc chiến tranh ở bên trung đông ở Syria lúc đó ông tổng thống Obama đã tuyên bố rằng nếu mà ông tổng thống assad của syria nếu mà dùng vũ khí hóa học thì mỹ sẽ có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ và tổng thống assad của syria đã dùng vũ khí hóa học trong cái cuộc chiến tranh đó tổng thống obama lại bảo rằng à không tôi không có nói như vậy mặc dù rằng có video, có báo chí, có giấy trắng mực đen. Thì cái sự việc mà ông Tổng thống Obama lúc bấy giờ tuyên bố rất là mạnh mà rồi lại chẳng có gì. Nó đã thúc đẩy cho không những ông Tổng thống Assad của Syria mà những vị lãnh đạo mình bảo rằng rất là quá khích của Iran lãnh đạo tôn giáo quốc gia của Iran cho đến cả Putin lại càng có những cái hành động tấn công vào những cái nơi mà chúng ta đều nghĩ rằng rất là quan trọng cho cái nền an ninh của thế giới cho nền uh, an ninh của hoa kỳ cái điều chúng tôi muốn thưa với quý vị từ cái việc A Phú Hãn từ cái việc người đại diện cho Hoa Kỳ bị hành hạ cho đến những lời tuyên bố nói đi rồi lại nói lại của những cái người làm trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ từ Tổng thống xuống đến Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng. Những cái điều đó đã làm cho thế giới nói chung và những cái đối thủ của Hoa Kỳ, đặc biệt là tàu, đặc biệt là Nga có một cái nhìn rất là thấp về Hoa Kỳ. Và nếu mà họ nghĩ rằng Hoa Kỳ đang trên đà đi xuống, Hoa Kỳ không có cái khả năng để mà bảo vệ đồng minh thì thưa quý vị, chúng tôi muốn làm gì thì làm. Trung cộng sẽ tiếp tục những chính sách lấn áp láng giềng thống trị thế giới và Nga Xô sẽ lại tiếp tục tấn công Ukraine mặc dù là đang bị thua bởi vì họ tin rằng đây là cái cơ hội rất là tốt để mà giành lấy cái thế thượng phong trong bàn cờ chính trị thế giới. Nếu quý vị nghĩ rằng Hoa Kỳ cần phải mạnh mẽ hơn cần phải đóng cho nó đúng cái vai trò là một nước lãnh đạo Tây phương. Thì chỉ còn hơn 10 ngày nữa chúng ta có quyền bỏ phiếu chọn lựa những người làm chính sách mới để thay đổi cái đường hướng đó đi. Chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.